Xin chào các bạn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng sẽ hối hận khi mua Winner X trong tháng 7. Tại vì sao ạ? Bởi vì hiện tại Honda Winner X đang có chương trình khuyến mại hỗ trợ lên tới 3 triệu đồng và chỉ còn áp dụng tới hết ngày 30 tháng 6 tới đây thôi các bạn nhé. Thì ở đây Linh đang có chiếc xe Honda Winner X phiên bản đặc biệt màu đen nhám và phiên bản màu đỏ HRC. Thì với Honda Winner X phiên bản đặc biệt màu đen nhám ở đây sẽ là phanh ABS các bạn ạ. Và hiện tại thì nó đang có mức giá cho các bạn là khoảng 38 triệu đồng. Và nếu như các bạn mua tháng 6 này, các bạn sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Các bạn chỉ bỏ ra với mức giá là 35 triệu đồng là có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda Winner X phiên bản đặc biệt màu sơn sần, đẹp nhất, đắt nhất của dòng xe Winner X này các bạn nhé. Còn với bản HRC thì hiện tại nó đang có mức giá cho các bạn là 37 triệu đồng. Với mức giá 37 triệu đồng này mà các bạn mua luôn trong tháng 6 này thì các bạn chỉ bỏ ra với mức giá là 34 triệu đồng là đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda Winner X phiên bản thể thao HRC màu đỏ xanh trắng rất là đẹp các bạn nhé. Anh em nào mà không mua luôn thời điểm này, Linh tin chắc rằng là sang tháng 7 sẽ không có cái giá đó đâu ạ. Nên nếu như bạn nào đang quan tâm đến Honda Winner X thì các bạn liên hệ ngay với Linh đi ạ. Theo số điện thoại là 0987162438 các bạn nhé. Đó là phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt. Còn Linh sẽ quay thêm cho các bạn là phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Honda Winner X này, xem sẽ có mức giá như thế nào các bạn nhé. Còn ở đây thì Linh đang có hai màu sắc trên phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe Honda Winner X. Phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ là phanh thường các bạn nhé, nhưng mà nó đều được sử dụng hệ thống khóa thông minh. Và với phiên bản ở đây là hai màu đỏ và màu đen thì bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng 33 triệu 500. Và giá sau khi được hỗ trợ 3 triệu khuyến mại, các bạn chỉ bỏ ra với mức giá là 30 triệu 500 thôi. Giá Linh báo thì đều đã bao gồm thuế VAT, các bạn mất thêm chi phí đăng ký biển số nữa thôi. Và thời điểm này thì riêng với Honda Winner X, bên Linh cũng hỗ trợ trả góp với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy nếu như bạn nào quan tâm đến mẫu xe này, các bạn nhớ là liên hệ với Linh và mua luôn trong thời điểm tháng 6 này các bạn nhé. Bởi vì chương trình sẽ kết thúc vào đúng ngày 30 tháng 6. Hy vọng rằng các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vì sang tháng 7 chắc chắn sẽ không có giá xe như thời điểm hiện tại đâu. Đấy là điều Linh cam đoan với các bạn. Vì vậy là nếu như anh em nào quan tâm đến Honda Winner X thì hãy liên hệ ngay với Linh theo số điện thoại là 0987162438 để được Linh tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nhé.